thông báo về việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ủy ban nhân dân xã An Cơ thông báo về việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Hữu Thanh và bà Trần Thị Ngộ, thường trú tại ấp Sa Nghe, xã An Cơ, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Ông Thanh và bà Ngộ được Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H03024 với diện tích 2.866m2, thửa đất số 305, bản đồ 04, qua kiểm tra hiện trạng đất của ông Thanh và bà Ngộ chuyển thông tin địa chính sang bản đồ đo lưới tọa độ quốc gia năm 2010, hiện trạng đang sử dụng diện tích 4.655,8 m2, thừa đất số 20, bản đồ số 44, đất tọa lạ tại ấp Sa Nghe, xã An Cơ, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Nguồn gốc đất sang nhượng của bà Nguyễn Thị Gái năm 2008, chuyển thông tin sang bản đồ lưới năm 2010, diện tích tăng 1.789,8m2 thuộc một phần thửa số 304, bản đồ số 04, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 04414 do ông Lê Văn Trung đăng ký. Hiện ông Trung không còn sinh sống ở địa phương. Ranh đất có thay đổi so với giấy được cấp. Diện tích tăng do đo đạt điều chỉnh đúng theo hiện trạng đang sử dụng theo bản đồ lưới năm 2010 thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo. Nếu không có tổ chức cá nhân nào tranh chấp khiếu nại, Ủy ban Nhân dân xã An Cơ sẽ làm thủ tục đề nghị cấp có thẩm quyền, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Hữu Thanh và bà Trần Thị Ngộ theo quy định của pháp luật.